Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Host News bóng đá ngày 28 tháng 4 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin bóng đá nóng hổi có trong bản tin ngày hôm nay, hãy nhớ subscribe ngay kênh YouTube của Lost Sport và nhấn chiếc chuông nho nhỏ để nhận được những thông tin bóng đá nóng hổi trong nước và quốc tế nhanh nhất nha. Sau đây, trân trọng mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Manchester United tống cổ cả Pogba và Lingard để đón Sancho. Liverpool bí mật đàm phán với Kylian Mbappe. Manchester United đòi 5 cầu thủ Juventus để trao đổi với Pogba. Atletico Madrid thanh lý hàng loạt ngôi sao. Next Media sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2020. Tristan đổ tin Thái Lan vượt qua Việt Nam ở vòng loại World Cup. Manchester United tống cổ Pogba và Lingard để đón Sancho. Manchester United được cho là đã sẵn sàng lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Paul Pogba và Jesse Lingard trong mùa hè này để tăng danh sách cho mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu là Jadon Sancho. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho thế giới lao đao, trong đó có cả bóng đá. Manchester United luôn tự hào là đội bóng có tiềm lực kinh tế bậc nhất thế giới. Nhưng theo phó chủ tịch Edward Ware, những diễn biến tồi tệ thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới kỳ chuyển nhượng của đội bóng. Không ai đánh giá chính xác được mức độ thiệt hại của bóng đá. Kỳ chuyển nhượng sắp tới có thể không hoạt động như bình thường. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là thành công của đội bóng. Chúng tôi cần tầm nhìn về tác động của Covid-19 đối với toàn bộ nền bóng đá, bao gồm cả thị trường chuyển nhượng cũng như bức tranh tài chính rộng lớn. Trước khi có thể nói về sự trở lại bình thường của bóng đá, tôi thấy những tin đồn chuyển nhượng với mức phí lên tới hàng trăm triệu bảng đã bỏ qua thực tế mà bóng đá đang phải đối mặt trong thời gian tới, phó chủ tịch Edward Ward tuyên bố. Những tuyên bố của người đứng đầu đội bóng đồng nghĩa với thương vụ đình đám mà MU đang được đồn đoán trong thời gian qua như Jadon Sancho, Harry Kane, Jack Relix hay James Madison trở nên bất khả thi. Theo đánh giá, để có thể mang 3 trong số 4 cái tên trên, Manchester United phải tiêu tốn hơn 200 triệu bảng. Đây là số tiền rất lớn mà ban lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc kỹ để tránh lâm vào tình trạng khủng hoảng. Truyền thông Anh mới đây đưa tin Manchester United đang cân nhắc sẽ thanh lý một số cầu thủ ở đội 1 để dọn chỗ đón người mới. Quan trọng hơn là tạo ra một nguồn vốn nhất định để hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Trong đó ưu tiên lớn nhất là Sancho, cầu thủ người Anh được đội chủ quản Dortmund định giá khoảng 100 triệu bảng. Được biết sẽ có ít nhất 5 cầu thủ được ban lãnh đạo Manchester United thanh lý trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong đó đặc biệt có Paul Pogba và Jesse Lingard. Ngoài ra có thể kể đến như Marcos Rojo, Chris Smalling, Andre Pereira. Khoản thu dự kiến Manchester United đem về là khoảng 150 triệu bảng, trong đó Pogba được Quỷ Đỏ thành Manchester định giá xấp xỉ 100 triệu bảng. Liverpool đang bí mật đàm phán với Kylian Mbappe thông qua cha đẻ Wilfred Mbappe nhằm nhanh chóng mang anh về sân Anfield. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool tỏ ra rất quyết tâm trong việc chiêu mộ Kylian Mbappe. Theo báo chí Pháp, ông đã bí mật tiếp cận với gia đình cầu thủ 20 tuổi để đạt được nguyện vọng chuyển nhượng. Cụ thể, Klopp đã liên hệ với cha đẻ Wilfred Mbappe, bố của Kylian Mbappe, để thảo luận khả năng chiêu mộ tiền đạo 21 tuổi vào hè này. Đây là một bước đi cụ thể của Liverpool trong việc đối diện với nguy cơ không có Sadio Mane trong đội hình. Cầu thủ người Senegal đang trên đường đến Real Madrid hè 2020. Bản thân Kylian Mbappe cũng không dưới một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Liverpool dưới triều đại Jurgen Klopp. Những gì mà Liverpool đang thể hiện thật tuyệt vời, Mbappe nói với BBC. Họ giống như một bộ máy vậy, tìm thấy nhịp độ và cứ thế chơi, cứ thế thắng. Họ không thua trận đấu nào và nó cho người ta cảm tưởng rằng mọi thứ dễ dàng. Nhưng thật sự không dễ dàng. Rào cản lớn nhất của Liverpool trong thương vụ này có lẽ là nằm ở phí chuyển nhượng. PSG đang rao bán Mbappe với khoản không tưởng 250 triệu bảng. Và để đáp ứng mức phí này không phải là vấn đề đơn giản. PSG cũng từng bỏ ra hơn 200 triệu bảng để có được Mbappe. Thậm chí, họ có thể yêu cầu mức giá cao hơn nếu như có quá nhiều ông lớn xếp hàng chờ Mbappe. Real Madrid cũng là một điểm đến tiềm năng dành cho Mbappe khi anh được làm việc với ông thầy đồng hương Zinedine Zidane. Tuy nhiên, kênh kênh trắng vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc và sang Bernabeu lúc này có thể không phải là lựa chọn dễ dàng.
MU đôi 5 cầu thủ Juventus để trao đổi với Pogba. Giới truyền thông Italia loan tin Manchester United có thể để tiền vệ Pogba trở lại Serie A khoác áo đội bóng cũ Juventus trong hè này. Thậm chí, Quỷ Đỏ còn lên danh sách 5 cầu thủ Juventus mà họ muốn đưa vào thỏa thuận. Theo tờ Tutto Sport, những cầu thủ Juve được phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Edward Ware nhắm tới bao gồm Douglas Costa, Miren Bjanic, Alessandro, Aaron Ramsey và Aaron Rabiot. Quan điểm của Manchester United là rất rõ ràng, nếu vài đầm già thành Turin muốn sở hữu Pogba thì họ phải để một trong những cái tên trên ra đi theo chiều ngược lại. Pogba vốn không là gì với Juventus, bởi trước đây anh từng có đến 4 năm khoác áo đội bóng này. Do Pogba thi đấu quá hay, cách đây 4 năm Manchester United đã phải mua lại cầu thủ cũ của mình với cái giá kỷ lục 89 triệu bảng. Dù khiến Manchester United tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy, mùa này ngôi sao người Pháp lại không thể hiện được gì nhiều do thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Kể từ đầu mùa giải, anh chỉ mới chơi 8 trận cho đội chủ sân Old Trafford và chưa ghi được bàn nào. Gần đây, Pogba đã trở lại tập luyện, nhưng anh chưa thể thi đấu do Ngoại hạng Anh buộc phải đóng cửa vì những lo ngại liên quan đến dịch Covid-19. Với việc ban lãnh đạo Manchester United và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra khó chịu ra mặt với người đại diện của Pogba là siêu cò Mino Raiola, tương lai của tiền vệ mang áo số 6 đang đứng trước một dấu hỏi lớn. Nếu không muốn tiếp tục cống hiến cho Manchester United, Pogba cũng không thiếu sự lựa chọn. Lý do là ngoài Juventus trong danh sách các đội bóng muốn có Pogba có cả Real Madrid lẫn Paris Saint-Germain. Riêng với Paris Saint-Germain, đội bóng này thậm chí đề xuất đổi Angel Di Maria và Julian Draxler để đổi lấy ngôi sao của Quỷ Đỏ. Atletico Madrid thanh lý hàng loạt các ngôi sao. Huấn luyện viên Diego Simeone vừa điền 6 cầu thủ vào danh sách phải ra đi trong hè này, trong đó có không ít tên tuổi như Thomas Lehmann, Yannick Cassaro, Vitolo. Thomas Partey là cầu thủ của Atletico Madrid được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, quan điểm của Simeone là giữ chân cho bằng được tiền vệ chủ chốt này. Nhiều khả năng đội bóng chủ sân Wanda Metropolitano sẽ gia hạn hợp đồng với Partey. Ngược lại, hàng loạt tên tuổi bị Atletico Madrid liệt vào danh sách cần bán để nỗ lực bù đắp thiệt hại tài chính do Covid-19. Cái tên đáng chú ý nhất là Thomas Lemar, cầu thủ đang xuống dốc kể từ khi rời Monaco tới Atletico Madrid. Tại La Liga mùa này, Lemar chỉ đá 99 trận do chấn thương và sa sút phong độ. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ người Pháp đang tụt dốc xuống còn 30 triệu euro so với khi Atletico Madrid chi 70 triệu euro để mua Lemar từ Monaco vào hè năm 2018. Dẫu vậy, đội bóng Tây Ban Nha chấp nhận đổ nặng để đẩy đi cầu thủ được nhiều câu lạc bộ của Premier League quan tâm. Một cầu thủ chạy cánh khác cũng phải rời Atletico Madrid là Yannick Cassaro. Tuyển thủ người Bỉ từng khoác áo Atletico Madrid trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2018. Tháng 1 năm 2020, Cassaro trở lại Atletico Madrid theo dạng hợp đồng cho mượn từ đội bóng Trung Quốc. Tuy nhiên, Simeone không hài lòng với phong độ của cầu thủ 26 tuổi, đồng nghĩa với việc Atletico Madrid sẽ không kích hoạt được khoản mua đứt. Chung cảnh ngộ với Lemar và Cassaro, Vitolo không thể cạnh tranh nổi vị trí trên hàng công của Atletico Madrid. Tiền đạo 30 tuổi có giá trị chuyển nhượng không cao, chỉ khoảng 15 triệu euro. Tuy nhiên, mức lương 5 triệu euro một mùa của Vitolo có thể khiến các đội bóng chung tay. Dù vậy, Atletico Madrid vẫn quyết bán Vitolo trong hè này. Ba cầu thủ còn lại nằm trong danh sách thanh lý bao gồm thủ môn Antonio Adan, trung vệ Mario Hermoso và hậu vệ Santiago Arias. Đều là những người được ra sân tại Atletico Madrid. Đội bóng hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga mùa này và có thể thu về tối thiểu 80 triệu euro nếu nhóm cầu thủ nói trên không tính Cassaro trả về đội bóng Trung Quốc. Đây là khoản tiền không nhỏ giúp Simeone tái củng cố đội hình trong bối cảnh tài chính lao đao vì đại dịch. Next Media sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2020. Công ty cổ phần giải pháp truyền thông thế hệ mới Next Media khẳng định đã đạt được thỏa thuận với đối tác sở hữu bản quyền AFF Cup 2020, không chỉ tại Việt Nam mà còn 3 nước Đông Nam Á khác. Sáng ngày 27 tháng 4, Next Media thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á sau khi đạt được thỏa thuận với đơn vị sở hữu bản quyền Laga Sport Asia LSA. Theo đó, công ty truyền thông của Việt Nam đã sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình giải AFF Suzuki Cup 2020 ở 4 quốc gia bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Cụ thể, gói bản quyền mà Next Media sở hữu, hình thức miễn phí và trả tiền trên các giải hạ tầng, bao gồm mặt đất,
Capri, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng và được toàn quyền phân phối cho đối tác tại 4 thị trường bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. AFF Suzuki Cup 2020 là giải đấu quan trọng nhất trong năm đối với bóng đá Việt Nam. Ý thức được điều này, Next Media đã nỗ lực đem bản quyền giải đấu về thị trường Việt Nam và 3 thị trường trong khu vực. Điều này biến Next Media trở thành đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông tại nhiều quốc gia nhất trong khu vực Đông Nam Á tính tới thời điểm hiện tại. Riêng ở thị trường Việt Nam, Next Media là đơn vị đầu tiên sở hữu trọn gói bản quyền truyền thông AFF Suzuki Cup 2020 trên tất cả các hạ tầng và nền tảng phát sóng. Điều này đồng nghĩa với việc người xem có thể tiếp cận giải đấu một cách thuận tiện, nhanh chóng, gần gũi thông qua mọi phương tiện mà họ đang sở hữu. Đây được coi như một món quà mà Next Media muốn đem đến cho những khán giả và người hâm mộ đội tuyển bóng đá nước nhà. Và một lần nữa, khẳng định sự đồng hành cùng với các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiếp nối thành công trong việc gửi tới người hâm mộ và khẳng định bảo vệ toàn vẹn bản quyền giải đấu, Next Media đã sở hữu bản quyền trình chiếu công cộng của giải đấu. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu thương mại giải đấu tại các địa phương nơi công cộng cần liên hệ với Next Media để được cấp bản quyền. Số tiền bỏ ra để mua bản quyền truyền hình không được Next Media tiết lộ. Trước đó, trong giai đoạn đàm phán, bên phía LSA đã đưa ra mức giá 5 triệu euro tại Việt Nam. Lý do đơn vị này đưa ra mức giá gấp 3 so với lần trước xuất phát từ sức hút của đội tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xung trận với tư cách là nhà đương kim vô địch. AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 tới. Dù chịu tác động của dịch, nhưng AFF khẳng định vẫn không thay đổi thời gian thi đấu của sân chơi này. Tristan Đỗ tin Thái Lan vượt qua Việt Nam ở vòng loại World Cup. Hậu vệ gốc Việt tin Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam ở vòng loại bảng G khu vực châu Á World Cup 2022. Thái Lan vẫn còn một chặng đường dài, chúng tôi còn nhiều trận đấu ở phía trước. Chúng tôi mới đi được một nửa chặng đường, vẫn còn nhiều điều có thể xảy ra. Ngay bây giờ, toàn đội phải đoàn kết với nhau, chặt chẽ và bất kỳ kết quả xấu nào cũng khiến đối thủ có kết quả tốt. Tristan Đỗ nói về cuộc đua tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, sau 5 lượt trận, Thái Lan được 8 điểm, tạm xếp vị trí thứ 3 tại bảng G. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino kém Malaysia 1 điểm. Thái Lan cũng đang bị UAE theo sát với 2 điểm ít hơn. Cuộc đua tại bảng G đang rất khốc liệt. Bất kỳ đội bóng nào vấp ngã sẽ tạo cơ hội cho đối thủ khác vươn lên. Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, hậu vệ của Bangkok United nói. Trong 3 lượt trận còn lại tại World Cup, Thái Lan có lợi thế lớn khi được chơi 2 trận trên sân nhà với Indonesia và Malaysia. Đối chiến chỉ phải làm khách trên đất UAE. Tristan Đỗ cho rằng toàn đội cần phải giữ được sự tập trung cao độ trong 3 trận đấu còn lại. Cuộc đối đầu với Indonesia mang tính chất bản lề với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Mỗi trận đấu còn lại là một trận chiến và chúng tôi tận dụng cơ hội để giành điểm. Trước mắt, trận gặp Indonesia trên sân nhà là một trận đấu mà Thái Lan cần phải giành chiến thắng, hậu vệ 27 tuổi nhấn mạnh. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Host News bóng đá ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và đảm bảo subscribe ngay kênh YouTube của Lostbox và nhấn chiếc chuông nho nhỏ để là người đầu tiên tiếp cận với những thông tin bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất nha. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.